Xin chào tất cả các bạn nghe truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Cả Người Đều Là Bảo của tác giả Quyết Tuyệt, giọng đọc Lãm, tập 5. Lúc trước, sư phụ từng có ý định dùng nước tắm của mình xem như canh sâm đi phân phát từ thiện cho các nạn nhân bị nhiễm ôn dịch. Nhưng cuối cùng không có được, vẫn là bắt cậu phải trích máu. Hiện tại như vậy, nó không chừng nước tắm của mình có hiệu quả hơn so với hồi xưa rồi. Quản gia thường lén lút cho cậu ăn cơm dinh dưỡng. Có nên cho ông ấy uống nước tắm của mình hay không ta? Bởi vì quản gia chỉ là người bình thường, nếu trực tiếp ăn nhân sâm tử, chắc chắn sẽ bộ quá hóa hư. Thôi đi, dùng nước tắm cho người ta uống có vẻ không tốt lắm. Hay là dùng nước rửa tay? Quản gia tiên sinh vẫn đứng một bên liên miên cằn nhằn cả buổi, hoàn toàn không biết có một bát nước rửa tay thật lớn đang chờ mình ở phía trước. Còn đột nhiên nhắc tới một chuyện. Nhậm Sinh thiếu gia, thuộc hạ của Nguyên Soái đã tới, nói là muốn gặp cậu. Cậu có muốn gặp bọn họ không? Thuộc hạ là gì? Nhậm Sinh tò mò nhìn quản gia. Chính là cái đám thoát ẩn thoát hiện bên ngoài đài Trạch Triệu gia mấy bữa nay đó. Cơ mà thiếu gia Nhậm Sinh phần lớn thời gian đều chỉ chú tâm đến Nguyên Soái, cũng ít khi bước ra khỏi nhà, không biết cũng là bình thường. Bọn họ là thuộc hạ lúc trước của Lăng Vũ thiếu gia. Sau khi thiếu gia gặp chuyện bất hạnh, bọn họ liền lưu tại thủ đô Tinh. Vốn dĩ phu nhân không cho bọn họ đặt chân lên đảo, nhưng dạo gần đây vì tình trạng của Lăng Vũ thiếu gia chuyển biến ngày càng tốt hơn, nên bọn họ mới được phép đến. Dạo này thương thế của Nhậm Sinh đã gần như khỏi hẳn, dùng thần niệm lướt một vòng, lập tức phát hiện bên ngoài Triệu gia đại trạch có rất nhiều người. Những người này giống như là dựng phòng ốc, tính toán ở lại lâu dài. Bọn họ là thuộc hạ của Triệu Lăng Vũ, lẽ ra nên gặp Triệu Lăng Vũ mới phải chứ. Lúc trước thiếu gia Lăng Vũ vẫn luôn không cho phép bọn họ ở lại thủ đô Tinh, nên những người này chủ yếu là không dám đối mặt với Triệu Lăng Vũ. Xảy ra chuyện cả đám người bọn họ ai cũng không sao, chỉ mọi Triệu Lăng Vũ bị thương nặng như vậy. Vậy bảo bọn họ rời đi thủ đô Tinh đi, làm thuộc hạ phải nghe lời chứ. Nhậm Sinh ngay lập tức nói, Triệu Lăng Vũ lợi hại như vậy, phải nghe lời mới đúng. Thiếu gia Nhậm Sinh quả nhiên là không giống như người thường. Hơn nữa, nói như vậy chứng tỏ cậu ấy đã hoàn toàn tín nhiệm thiếu gia nhà mình phải không? Lão quản gia gật gật đầu, đồng ý nói. Đúng vậy, Nhậm Sinh thiếu gia nói không sai, để tôi ra ngoài nói với bọn họ. Những tên kia chỉ biết lấp ló, trốn ở bên ngoài không có dám đi đối mặt với Lăng Vũ thiếu gia. Cả đám đều là lũ nhát gan, không bằng cả Nhậm Sinh thiếu gia nữa. Ngoài cổng đại trạch Triệu gia, có một nhóm người gồm 3 nam 2 nữ đang đứng đợi, vẻ mặt đầy chờ mong mà nhìn vào Triệu gia. Bọn họ đều là thủ hạ của Triệu Lăng Vũ, có người từng là bạn học của Triệu Lăng Vũ, có kẻ là nhân tài được Triệu Lăng Vũ thu nhận sau khi tiến vào quân đội. Đặc biệt, có một người được Triệu Lăng Vũ mang về từ Tây Tinh Đạo. Tên Nhậm Sinh kia sẽ đến gặp chúng ta hay không? Một nam nhân cả người đều là cơ bắp, bề ngoài vạm vỡ, làn da đen nhẹm tựa như là một tòa tháp sắt lên tiếng hỏi. Nhìn điệu bộ của y, rõ ràng là đã cố hạ thấp giọng rồi, nhưng vẫn không có hiệu quả là mấy, tiếng nói vẫn vang dội như là Hồng Chung. Mà tên của y cũng chính là Hồng Chung. Chắc chắn sẽ gặp. Người có dáng vẻ gầy yếu nhất trong cả bọn, Yvonne lên tiếng nói. Dù sao chúng ta cũng là thuộc hạ của Nguyên Soái đã nhiều năm, tên kia trước sau gì cũng phải gặp chúng ta. Vị này có thể xem như là quân sư của Nguyên Soái. Trước lúc đến đây đã xem qua tư liệu về Nhậm Sinh, cũng thử giả thiết ra tính cách của cậu. Cuối cùng cho ra kết luận 95% Nhậm Sinh sẽ ra gặp bọn họ. Mặc kệ là do tò mò hay là do lý do gì khác, người này đã được Triệu gia chấp nhận rồi thì gặp bọn họ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lát nữa cậu ta ra đây, các người an phận một chút. Những gì không nên nói ra tuyệt đối không được nhắc tới, dù chỉ là nửa chữ. Một trong hai nữ nhân với dáng người cực kỳ nóng bỏng quét mắt nhìn cả bọn một vòng. Cậu ta còn nhỏ, đừng có dọa cậu ta sợ. Đừng nghĩ đến đơn giản như vậy yêu lệ, trong thời gian ngắn ngủi như vậy có thể khiến cho người Triệu gia tán thành. Tên kia nhất định không đơn giản như vẻ bề ngoài của mình đâu. Một nam nhân với mái tóc nhuộm 3 màu vàng hồng xanh, mặc tay trang hồng phấn kết hợp với quần màu vàng, dáng điệu cà lơ phất phơ mở miệng nói. Cách ăn mặc này đối với một nam nhân mà nói có vẻ quá sặc sỡ, nhưng kết hợp với gương mặt xinh đẹp vô cùng của y
lại khiến cho người ta không có cảm giác gì là không phù hợp. Ngô Sức, lúc này mà còn dám ăn mặc thành cái dạng này, anh không sợ bị Nguyên Sói đánh cho một trận à? Yêu Lệ trừng mắt nhìn vị kia một cái, lời vừa dứt, cô đã đột ngột trầm mặt. Nếu Nguyên Sói có thể đánh thì tốt rồi, còn về cái tên khay kia, lát nữa cứ để Triệu Na xem rồi tính sao. Biểu tình hớn hở của Ngô Sức cũng nhạt đi, đưa mắt nhìn về nữ nhân vẫn trầm mặc đứng bên cạnh nãy giờ. Triệu Na chính là người mà Nguyên Sói mang về từ tay của bọn Tinh Đạo. Dị năng của nàng là trực giác, có thể cảm ứng nhiệm vụ phải đối mặt có nguy hiểm hay không, cũng có thể cảm ứng được người đối diện mình có ác ý hay không. Những người còn lại nghe như vậy đều đồng loạt im lặng. Đúng lúc này, lão quản gia chậm rãi bước ra, nhưng mà sau lưng của ông lại chẳng có ai cả. Quản gia tiên sinh, Yvonne tò mò mà nhìn quản gia. Nhậm xin thiếu gia bảo các vị nên nghe lời một chút. Lão quản gia cười tẩm tiệm nói. Cả năm người nghe như vậy đều sửng sốt. Trả lời như vậy là ý gì? Cuối cùng, vẫn là Yvonne có phản ứng đầu tiên nhất. Quản gia tiên sinh, chúng tôi muốn gặp Nguyên Sói. Lúc trước Nguyên Sói buộc bọn họ rời đi là muốn xóa sạch quan hệ với bọn họ, tạo điều kiện cho bọn họ còn con đường phát triển về sau. Nhưng tình hình hiện tại không giống như lúc trước nữa. Bọn họ nếu đã đến đây nên đối mặt nhất phải là Triệu Lăng Vũ, tìm Nhậm Sinh thăm dò hoàn toàn là vô nghĩa. Thiếu niên Nhậm Sinh kia là người rất thông minh. Yvonne vốn dĩ cảm thấy thiếu niên nhỏ nhỏ ở các video truyền thông thoáng lộ một chút có cái gương mặt quá mức đơn thuần, nhưng hiện tại có lẽ nên thay đổi suy nghĩ này. Đợi đến khi nào gặp gỡ, có khi hai người bọn họ có thể cùng nhau tâm sự một chút. Quản gia thấy như vậy, liền dẫn bọn họ vào Triệu gia. Thẩm Thu Thạch cũng không có ngăn cấm những người này đi gặp Triệu Lăng Vũ. Lúc trước bọn họ chỉ dám lảng vảng bên ngoài không dám vào, là bởi vì tự mình khiếp ở trong lòng. Năm người vừa mới tới cửa, liền thấy một thiếu niên tay cầm một cốc nước lớn chạy như bay tới. Cậu chạy như bay, nhưng mà nước ở trong cốc lại không có văng ra ngoài dù chỉ là nửa giọt. Đợi đám người đi vào, liền vọt đến trước mặt, đưa cốc nước cho quản gia. Quản gia, uống nước. Nhậm Sinh thiếu gia. Lão quản gia cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng nhanh chóng bưng cốc nước uống một hơi cạn sạch. Nước này có vị hơi đắng, mùi lại là lạ, nhưng uống xong cảm thấy cả người giống như là khỏe ra. Đột nhiên, lão quản gia nghĩ tới lần trước Nhậm Sinh cho Triệu Bằng dùng linh dược. Cậu chính là Nhậm Sinh. Yvonne nhìn thiếu niên chỉ cao tới ngực của mình, định bụng cảm ơn lời nhắc nhở của cậu lúc nãy. Nhậm Sinh qua lo gật đầu, nhận cốc rỗng, liền xoay người chạy đi. Trận quyết đấu giữa hai người thông minh như tưởng tượng đâu, kẻ này hớn hở chạy ra bưng nước cho quản gia uống xong liền đi, mặc kệ bọn họ không thèm đếm xỉa. Nếu cậu ta là người hồn nhiên thiện lương, lúc này không phải nên tâm sự với bọn họ về Nguyên Sói hay sao? Còn nếu cậu ta là người có tâm cơ kín đáo, lúc này không phải nên hỏi han thăm dò bọn họ hay sao? Nhậm Sinh, chờ một lát. Yêu Lệ đầu óc không nghĩ nhiều như Yvonne, trực tiếp lên tiếng gọi người. Có việc gì sao? Nhậm Sinh tò mò nhìn đối phương. Trên người Yêu Lệ giống như có một ngọn lửa, chỉ đến gần thôi đã làm cho cậu không có thoải mái rồi. Lúc trước trên người Triệu Lăng Vũ cũng có năng lượng giống như vậy, suýt chút nữa đã đốt cậu cháy rụi rồi. Chào cậu, Nhậm Sinh, ta vẫn luôn muốn gặp cậu. Cảm ơn cậu đã đứng về phía Nguyên Sói, cũng cảm ơn cậu đã chăm sóc Nguyên Sói. Yêu Lệ trịnh trọng nói, lại lấy ra một tấm thẻ từ lưu trữ nói. Đây là quà tôi tặng cho cậu. Cảm ơn. Nhậm Sinh đưa tay cầm thẻ từ, sau đó xoay lưng chạy đi mất. Loại thẻ từ này cậu biết nè, mấy tấm thẻ này có phim hoạt hình để xem. Yêu Lệ, cô cho cậu ta cái gì vậy? Ngô Sức hỏi. Những đoạn ghi hình quý giá nhất của tôi. Vẻ mặt Yêu Lệ đầy tự hào. Đừng nói là hàng 18 cộng đó nha. Ngô Sức nở nụ cười gợi đòn. Mà quả thật cậu ta cũng bị gợi đòn thật. Yêu Lệ tung cước súc chân lên đá cậu ta một cái. Cái tên đầu óc toàn cám lợn này, đó là băng ghi hình về Nguyên Sói. Các vị đi nhanh lên một chút. Lão quản gia biểu tình nghiêm túc, dị lạnh giọng nói. Quản gia tiên sinh trước giờ luôn hòa ái dễ thân, lần này làm sao vậy? Yvonne luôn tự nhận mình là người thông minh, lần này kiểu gì cũng đoán không ra. Nãy giờ đám bọn họ chưa có làm gì sai mà. Lão quản gia thật sự không hơi đâu mà quản bọn họ, bước chân đột nhiên tăng tốc. Hiện tại cả người của ông vô cùng khỏe khoắn, còn rất muốn đi vệ sinh nữa. Lúc đám thủ hạ một lần nữa xuất hiện trước mặt Triệu Lăng Vũ, lão quản gia cũng thành công
thoát thân chui vào nhà vệ sinh. Bên này Nhậm Sinh cũng vừa cắm thẻ từ vào máy tính cầm tay của mình, tính xem thử là phim hoạt hình gì. Nhưng mà trong màn hình xuất hiện không phải là hình ảnh hoạt hình như cậu tưởng tượng, mà là Triệu Lăng Vũ. Nhậm Sinh thích nhất là xem phim hoạt hình, nhưng phim hoạt hình có hay cỡ nào cũng không bằng được với Triệu Lăng Vũ của cậu. Lúc mới bắt đầu, tỉnh lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ, khiến cho Nhậm Sinh không cảm thấy có được một chút lòng trung thành nào với nơi này. Mãi cho đến lúc gặp được Triệu Lăng Vũ mới xem như là chính thức cắm rễ ở vùng đất này. Với Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ là người quan trọng nhất trên thế giới này. Bởi vậy cho nên vừa thấy Triệu Lăng Vũ xuất hiện trên màn ảnh, Nhậm Sinh lập tức liền chăm chú xem. Triệu Lăng Vũ của những hình ảnh ban đầu có vẻ non nớt hơn rất nhiều so với hiện tại, thậm chí còn lùn hơn bây giờ cả khúc nữa. Anh mặc trên người chế phục vô cùng tinh xảo, bằng thành tích đứng đầu thi vào trường quân đội. Đứng trên bục khen thưởng tân sinh, vẻ mặt vô tình đọc lời tuyên thệ. Tiếp theo đó là chuỗi hình ảnh về quãng ngày Triệu Lăng Vũ tiếp nhận huấn luyện ở trường dân quân giáo. Rõ ràng trên người mồ hôi tuôn như mưa, ánh mắt của anh vẫn kiên trì như là tiếp tục lặp đi lặp lại những động tác cơ bản. Sau đó là những hình ảnh về anh sau khi gia nhập quân đội. Năm ấy, 20 tuổi, Triệu Lăng Vũ tốt nghiệp quân giáo trước thời hạn, nhưng không lấy thân phận dị năng giả hay sinh viên trường quân giáo gia nhập quân đội với cương vị một quân nhân chính thức. Ngược lại, lại ẩn giấu thân phận của mình trở thành một vị quân nhân bình thường như bao người. Mãi cho đến khi Triệu Bằng gặp chuyện bất hạnh, anh đã từ một binh bét thăng lên làm thiếu tá, sau lại trở thành vị tướng quân trẻ tuổi nhất liên bang. Đi kèm với những thành tựu này là những trận chiến khốc liệt cùng với những vết thương khắc lên da thịt. Kỳ thật mấy thứ này Nhậm Sinh xem không hiểu lắm, nhưng những trận chiến đấu lặp đi lặp lại cậu vẫn kiên trì xem hết. Cũng nhận ra người bên trong chính là Triệu Lăng Vũ. Cậu vẫn luôn tâm niệm Triệu Lăng Vũ là một người rất lợi hại, nhưng cũng chỉ biết suông mà thôi, chứ không hề tận mắt chứng kiến bao giờ, cho nên cũng không có quá nhiều cảm giác. Nhưng hiện tại, tất cả đều đang hiện ra trước mắt cậu. Bộ phim là những thước quay, cắt nối, lồng ghép lại với nhau, không dài cũng không ngắn. Màn ảnh cuối cùng chính là hình ảnh Triệu Lăng Vũ đối phó nữ vương trùng tộc. Lúc quyết định tự mình ra tay, trên mặt Triệu Lăng Vũ không hề có một chút dao động nào, ánh mắt vẫn luôn kiên trì như lúc ban đầu. Nhậm Sinh tin chắc, cho dù có bị tán thân trong bụng của nữ vương, kiên nghị trong mắt của Triệu Lăng Vũ vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nhậm Sinh nhìn hồi lâu, không hiểu tại sao nhìn không được mà nức nở, trong lòng cứ quặn thắt đến kỳ lạ. Lúc trước cậu bị năng lượng giật tán xung quanh Triệu Lăng Vũ làm cho bị thương chảy cả máu, cũng từng đỏ mắt muốn khóc, nhưng nước mắt cũng chỉ là lăn lộn nơi hốc mắt chứ cũng chưa từng chảy xuống. Lần này lại khác, nước mắt của cậu không chỉ chảy xuống, thậm chí còn không ngừng được. Mãi cho đến khi nước mắt lan xuống tới càm, Nhậm Sinh mới đột nhiên sực tỉnh, sau đó chạy khắp nơi tìm một cốc nước vơi nữa. Giờ cốc nước ra, hướng nước mắt chảy xuống. Nước mắt với máu của cậu giống nhau, đều là nước nhân sâm. Nếu không phải vì dạo gần đây dinh dưỡng quá dồi dào, sợ là muốn khóc cũng khóc không ra. A Nhậm, đang xem cái gì vậy? Tại sao lại đỏ hết cả mắt rồi? Thẩm Thu Thạch nhìn Nhậm Sinh như vậy vội vàng đi tới. Lăng Vũ! Nhậm Sinh vừa nức nở vừa nói, cố gắng hết sức nhìn cho nước mắt không chảy ra nữa. Lăng Vũ dù gặp nguy hiểm đến cỡ nào, dù bị thương đau đến cỡ nào, cũng chưa từng khóc. Bước nhanh đến gần Nhậm Sinh, Thẩm Thu Thạch lại ngửi thấy một loại hương vị như là thảo dược. Mùi không quá nồng, nhưng lại vô cùng trong lành. Hơn nữa không biết tại sao, cứ khiến người ta ngửi mãi không muốn dừng. Bà đưa mắt nhìn thoáng qua màn hình, phát hiện hình ảnh đang dừng trên màn ảnh là cơ thể đồ sộ của nữ vương trùng tộc, mới khẽ cười nói. Đang xem phim thu hình của Lăng Vũ à? Đoạn phim này hiện tại đang gây sốt toàn liên bang chúng ta đó, cũng khiến Lăng Vũ nổi một hồi. Ừ, Nhậm Sinh gật gật đầu, đột nhiên trong lòng rất muốn đi xem Lăng Vũ. Di Di, tôi qua chỗ Lăng Vũ. Ừ, đi đi, đám thuộc hạ của nó cũng có mặt. A Nhậm đi xem cho biết mặt tụi nó cũng được. Thẩm Thu Thạch nói. Nhậm Sinh lập tức đứng dậy chạy phát đi. Mới bước được vài bước, đột nhiên sực nhớ ra, quay đầu đưa cốc nước cho Thẩm Thu Thạch. Di Di, cho nè, nhất định phải uống hết đó. Quản gia là người bình thường, bổ nhiều lắm không tốt,
lúc trước hai cử nhân xăm tử cho Triệu Bàn dùng cũng tốt hơn nhiều so với nước mắt này. Giờ cho uống nữa cũng vô dụng, không bằng cho Thẩm Thu Thạch bồi bổ. Bởi vì dù là Thẩm Thu Thạch trên người cũng có không ít vết thương cũ. Thẩm Thu Thạch cầm nước ở trên tay có chút khó hiểu, nhưng bà cũng giống như quản gia, không hề nghi hoặc mà lập tức uống vào. Sau khi uống vào, nhận ra trong cơ thể của mình đột nhiên xảy ra biến hóa kỳ lạ. Người của Triệu gia dị năng cực kỳ bá đạo. Lúc trước mang thai Triệu Lăng Vũ, dị năng phong hệ của bà cũng bị tổn thương không ít, về sau vẫn luôn không có biện pháp bồi bổ trở lại. Nhưng không hiểu sao uống xong cốc nước này, bà lại cảm thấy dị năng hạch trong cơ thể vốn yên tĩnh đã lâu lắm rồi, tựa như sục sịch muốn bung ra. Tất nhiên, loại cảm giác này cực kỳ bé nhỏ. Nếu không phải vì Thẩm Thu Thạch cảm thấy mùi vị nước có hơi lạ lạ mà để tâm chú ý đến cơ thể của mình, sợ là không có phát hiện ra được. Hơn nữa, loại cảm giác này rất nhanh liền bị một thứ khác ập đến đè bẹp. Bà đột nhiên rất là muốn đi vệ sinh. Trong lúc Nhậm Sinh xem phim, Triệu Lăng Vũ đang hội họp với nhóm các thủ hạ của mình. Lúc trước y vẫn luôn tưởng lần này mình không thể thoát khỏi cái chết, nghĩ đến những người này tiếp tục theo mình sẽ không có kết quả tốt, cho nên mới đuổi bọn họ rời đi. Nhưng hiện tại đã khác, thái độ của Triệu Lăng Vũ đã thay đổi. Tuy không biết đến tột cùng khả năng khôi phục của y nắm chắc hay không, nhưng cha của y đã khôi phục trở lại, Triệu gia tự nhiên cũng sẽ không sao. Nguyên soái! Hồng Chung vừa bước đến cửa đã cất giọng hô to, ánh mắt chuông đồng của y bởi vì kích động mà đỏ ửng lên. Nguyên soái! Những người còn lại âm thanh cũng có chút run rẩy. Triệu Lăng Vũ tuy còn chưa có thể động đậy, nhưng cơ thể cảm thấy khá hơn nhiều lắm. Hiện giờ phòng y tĩnh dưỡng đã có thể gắn lại cửa ra vào, mà y cũng có thể mặc đồ phòng hộ lên người được, không cần để cơ thể trần trụi như trước kia nữa. Đương nhiên, chỉ cần Nhậm Sinh đến đây, trong nháy mắt, những thứ vướng víu sẽ bị lột sạch ra. Nhiều nhất chỉ chừa lại cho Triệu Lăng Vũ cái quần đặc biệt kia. Nhậm Sinh rõ ràng rất kỳ lạ, không biết cậu ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Triệu Lăng Vũ từng nghĩ đến chuyện lấy mẫu tóc hay là da của cậu đi xét nghiệm thử, nhưng lại nghĩ nếu làm ra hành động lén lút như vậy sẽ khiến cho Nhậm Sinh mất hứng, thậm chí là giận dỗi. Hơn nữa, kết quả kiểm tra một khi tiết lộ ra ngoài còn có thể sẽ gây bất lợi cho Nhậm Sinh, cho nên đành thôi. Thu hồi suy nghĩ đang bay xa của mình, Triệu Lăng Vũ cũng không phí thời gian ôm lại chuyện cũ với thuộc hạ, ngược lại nói thẳng vào chủ đề. Lúc trước, kẻ nào đã âm thầm ngán chân chúng ta? Tra ra chưa? Nữ vương trùng tộc tiếp nhập địa phận liên bang nhân loại, thẳng tới nó nuốt chửng vài khỏa tinh cầu tài nguyên không thích hợp cư ngụ, nhưng có người trông coi, thậm chí còn tiến sát đến mộng tưởng tinh cầu. Bọn họ mới nhận được tin tức. Không chỉ như vậy, sau khi nhận được tin tức, quân đội bọn họ còn phát hiện vũ khí mới được tiếp viện bổ sung xảy ra vấn đề. Nếu như bọn họ có thể biết tin tức về nữ vương trùng tộc tiếp cận địa phận của liên bang sớm hơn một chút, hoàn toàn có thể dùng bom tinh tế đối phó với nó. Về phía nữ vương trùng tộc, cho dù bom không nổ chết nó, nhưng vì sinh sản hậu đại trùng tộc, nó sẽ vòng đi nơi khác chứ không tiếp tục tiến tới. Vậy mà cố tình tin tức về nữ vương trùng tộc đến tay quân đội bọn họ chậm trễ tận 2 ngày. Mà khi Triệu Lăng Vũ xuất lĩnh quân đội ngăn cản nữ vương trùng tộc, lại phát hiện không đủ vũ khí. Trận chiến với nữ vương trùng tộc kết thúc, y trở thành anh hùng của cả liên bang. Nhưng thực tế thì trước đó đã có vô số người hy sinh. Thậm chí, nếu không nhờ những người này liều mình đánh bị thương nữ vương trùng tộc, dị năng của y dù có mạnh đến cỡ nào đi nữa, cũng không có khả năng dung hợp hạch năng lượng trong cơ thể nữ vương trùng tộc. Lúc ấy Triệu Lăng Vũ đã phát giác có điểm khả nghi. Nhưng dưới tình huống đó, nếu y cứ khăng khăng truy cứu, sợ là sẽ liên lụy đến những người đi theo mình, cũng chỉ đành nhẫn nhịn, âm thầm phái 5 người này đi thăm dò. Khi đó Triệu Lăng Vũ chỉ muốn làm cho thuộc hạ của mình đề phòng cảnh giác một chút, chứ không nghĩ bản thân mình còn có cơ hội nghe được kết quả. Nhưng Nhậm Sinh xuất hiện lại thay đổi hết mọi thứ. Nguyên soái, chuyện này cả gia tộc Lo Khơ lẫn Dương gia đều ra tay. Bọn họ một kẻ động tay động chân đến vũ khí bổ sung. Một người trì hoãn tin tức lại 2 ngày. Có lẽ bọn họ chỉ muốn gây cho chúng ta một ít phiền tới. Nhưng đến tận 2 kẻ cùng ra tay. Liên bang có 2 quân đoàn lớn, một vẫn luôn từ Triệu gia nắm giữ,
một còn lại nằm trong tay Dương gia. Giữa hai quân đoàn trước giờ luôn tồn tại mâu thuẫn, còn gia tộc Lo Khơ, mặc kệ là Triệu gia hay Dương gia, thái độ vẫn luôn chống đối. Yvonne báo cáo những tin tức mà mình điều tra được, cũng đem những mối liên lụy bên trong giải thích rõ ràng. Yvonne, sắp tới tôi cần có thời gian tịnh dưỡng, cậu quản lý quân đoàn cho tốt, đồng thời âm thầm gây cho phía bọn họ một chút rắc rối nhỏ. Tốt nhất là khiến cho bọn họ không có thời gian bận tâm đến tình trạng của tôi. Triệu Lan Vũ trầm mặc một lúc lâu mới nói, hiện tại dù Y hay là Triệu Băng đều cần có thời gian. Nguyên soái, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Yvonne lập tức nói, nguyên soái, Yvonne là hồ ly nổi danh đó giờ, nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Ngô Sức sen mồm nói, lại hỏi, nguyên soái, còn chúng ta phải làm gì? Yvonne tuy rằng không có dị năng, nhưng bởi vì thông minh lại dạo hoạt, cho nên mới có biệt danh là hồ ly. Trước giờ Triệu Lan Vũ vẫn luôn cảm thấy cái danh hiệu này rất bình thường, nhưng bây giờ không hiểu sao lại đột nhiên nhớ tới bộ hồ ly mà mấy hôm nay Nhậm Sinh yêu thích mặc hoài không thôi. Biệt hiệu này của Yvonne giống như là không thích hợp lắm. Nguyên soái đại nhân hiếm thấy thất thần, mà cũng ngay lúc này có người khiến y thất thần lại đột nhiên xuất hiện. Đám người Yvonne cảm giác có người đang tiếp cận, tất cả lập tức bày ra tư thế đề phòng. Nhưng bọn họ không người nào ngăn cản được bóng người kia, càng khiến bọn họ khiếp sợ hơn là bóng người kia vừa tiếp cận liền lập tức túm lấy tay của nguyên soái đại nhân anh minh thần võ của bọn họ, nức nở khóc à lên. Mà nguyên soái đại nhân trước giờ nổi danh là mặt vô cảm, cư nhiên lộ ra biểu tình bất đắc dĩ. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ nguyên soái đã làm gì có lỗi với thiếu niên này hay sao? Thật sự thì không thể trách được đám người Yvonne nghĩ như vậy, bởi vì bộ dạng của Nhậm Sinh lúc này cực kỳ đáng thương, hơn nữa phản ứng của nguyên soái lại không giống như ngày xưa. Nhưng mà không đợi bọn họ rõ đầu rõ đuôi, chuyện càng bất ngờ hơn nữa xảy ra. Các cậu đi ra ngoài trước đi, nếu có chuyện gì tôi sẽ cho người gọi các cậu đến. Triệu Lăng Vũ nhìn Nhậm Sinh nức nở mà đau lòng, lập tức hướng về đám thuộc hạ ra lệnh. Nhậm Sinh quá mức đơn giản, lại không biết che giấu chính mình. Ở cạnh cậu ta có một đoạn thời gian, Triệu Lăng Vũ đã xác nhận được trên người của Nhậm Sinh có ẩn giấu bí mật, mà việc này nhất định không được để người khác phát hiện. Nguyên soái đây là đuổi người hay sao? Yvonne vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Yêu Lệ lại tỏ ra vui mừng vô cùng, nhìn hình ảnh nguyên soái dáng người cao to vạm vỡ ở bên cạnh thiếu niên người khay nhỏ nhỏ xinh xinh. Không biết tại sao, cô lại cảm thấy vô cùng xứng đôi. Đáng tiếc là thiếu niên người khay này có lẽ không thể sinh con cho nguyên soái. Lần đó Thẩm Thu Thạch nói ra việc Nhậm Sinh không phải là người khay, xung quanh phóng viên cùng Ôn Diệt đều đã bị người của Phương Thành Quân đuổi ra ngoài, mà cả Phương Thành Quân lẫn phu nhân Lo Khơ dù có biết chuyện này cũng sẽ chỉ thuật lại với vài thân tín, chứ sẽ không có đi lan truyền khắp nơi. Bởi vậy có lẽ rất nhiều người trong cao tầng liên bang biết được việc này, có lẽ cũng đang suy đoán thân phận của Nhậm Sinh, nhưng những người phía dưới lại hoàn toàn không hề hay biết gì. Bởi vì không biết nên tất cả đều đinh ninh thiếu niên sắp trở thành bạn lữ của nguyên soái là một người mang dòng máu khay. Năm người tân lệnh lùi ra ngoài, tới cửa phòng còn ngoái đầu lại nhìn, phát hiện cậu nhóc có vẻ nghẹn ngào nức nở kia đã vùi đầu vào ngực của nguyên soái. Mà nguyên soái vòng tay ôm lấy cậu ta, trong lòng cả năm người đều càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Nana, cô nhìn thiếu niên người khay kia kết quả thế nào? Yêu Lệ nhìn về phía người trầm mặc nhất bọn, Triệu Na. Cậu ấy rất là tốt. Triệu Na hơi hơi ngẩng đầu để lộ ra gương mặt nhỏ nhỏ tái nhợt đến bất thường nói, sau đó im lặng cúi đầu. Nana đã bảo cậu ta là người tốt, tức là cậu ta không có ác ý với nguyên soái. Chúng ta ở bên cạnh chúc phúc nguyên soái là được rồi. Yêu Lệ mỉm cười nói, đám người bọn họ vô cùng tin tưởng trực giác của Triệu Na. Lần trước trong trận đánh với nữ vương trùng tộc, Triệu Na đã dự cảm được việc này có gì đó không đúng lắm. Nhưng tiếc là thời điểm đó bọn họ cùng quân đoàn phải giành giật từng giây từng phút để chuẩn bị cho chiến đấu, thậm chí còn không có cả thời gian để kiểm tra lại vũ khí. Triệu Na cũng từng vì việc này mà tự trách đến sinh bệnh một trận. Yvonne gật gật đầu nhìn Ngô Sức. Ngô Sức, lát nữa trở về cậu sang bên tôi, chúng ta thương lượng một chút, nhất định phải tra xét việc này cho rõ ràng, tuyệt đối không thể để nguyên soái bị thương vô ích như vậy. Đã biết. Ngô Sức thu lại vẻ mặt nhếch nhác của mình, cũng không thể cô quạnh danh hiệu tình báo viên mạnh nhất của bản thân được.
Mà những lời đám người này nói, một chữ cũng đều lọt hết vào tai của Nhậm Sinh. Lúc này, cậu có thể trải rộng thần niệm của mình khắp Triệu gia. Nghĩ đến việc Triệu Lăng Vũ bị thương có thể vì một nguyên nhân nào khác, trong lòng lại thấy đau đau. Cũng sẵn tay lột quần áo của Triệu Lăng Vũ, úp mặt của mình lên dụi dụi. Hôm nay sao tự nhiên lại khóc như vậy? Triệu Lăng Vũ vỗ về trấn an thiếu niên. Lăng Vũ, anh lợi hại thật đó. Nhậm Sinh gác càm lên ngực của Triệu Lăng Vũ, chăm chú nhìn gương mặt của anh. Càng nhìn, càng cảm thấy Lăng Vũ của mình thiệt là đẹp, càng cảm thấy yêu thích không thôi. Người này là người mà cậu đã lựa chọn, tuyệt đối là người tốt nhất trên thế giới này. Nghĩ đến đây, không hiểu sao tâm tình lại tốt hơn rất nhiều. Nhậm Sinh dùng mặt dụi dụi khắp người của Triệu Lăng Vũ, vừa dụi vừa nhớ tới bộ dáng của Triệu Lăng Vũ trong video thu hình. Lúc trước, mỗi lần ở gần Triệu Lăng Vũ, Nhậm Sinh đều là vội vội vàng vàng, sờ soạn hấp thu tức nhưỡng. Lần này chẳng hiểu sao lại dụi nửa ngày, mới phát hiện mình quên hấp thu mất tiêu. Giật mình bừng tỉnh, Nhậm Sinh cố gắng không nghĩ đến hình ảnh chiến đấu của Triệu Lăng Vũ nữa, mà dùng tay cẩn thận sờ sờ. Nhưng là sờ sờ một hồi, đột nhiên lại nghĩ tới những vết thương mà lúc trước Triệu Lăng Vũ phải gánh chịu. Lần đầu tiên gặp Triệu Lăng Vũ, trên người bị năng lượng xé toạc ra một đống vết thương. Đến cuối cùng, Nhậm Sinh sờ người ta cả buổi, tức nhưỡng hấp thu lại chẳng được bao nhiêu, nhưng bản thân cậu lại hoàn toàn không có chú ý tới. Triệu Lăng Vũ cũng có chút hoảng hốt, bởi vì y phát hiện mình có phản ứng. Nếu không phải cảm xúc vừa mới nảy sinh, y đã lập tức nhậm niệm công pháp làm cho toàn thân đau nhức vô cùng, cố gắng hướng năng lượng áp súc trong cơ thể của mình, sợ là tiếp theo đó sẽ phát sinh chuyện làm cho y phải xấu hổ. Sau này, mỗi lần Nhậm Sinh đến, nhất định phải nỗ lực hơn nữa. Chỉ cần tập trung vào tu luyện, cơ thể sẽ không thể phát sinh ra phản ứng. Hơn nữa, Nhậm Sinh còn có thể dùng tay vuốt ve nơi mà y tu luyện, làm cho y cảm thấy vô cùng thoải mái. Mấy ngày tiếp theo, cứ mỗi lần Nhậm Sinh quấn lấy Triệu Lăng Vũ, đều cảm thấy hoảng hốt ở trong lòng. Còn Triệu Lăng Vũ, mỗi lần thấy Nhậm Sinh nhào tới mình, đều chuyên tâm, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm bắt đầu tu luyện. Thời gian nháy mắt trôi qua, nửa tháng sau, dưới sự kiên trì uống nước rửa tay liên tục, lão quản gia rốt cuộc thích ứng được cái cảm giác cả người đều tràn đầy năng lượng, cũng không thấy đau bụng nữa. Mà lúc này, Triệu Lăng Vũ cũng đã có thể rời khỏi tòa phòng đúc bằng hợp kim của mình. Dị năng của Triệu Lăng Vũ không có một chút dấu hiệu khôi phục nào, năng lượng trong cơ thể cũng còn đó. Nhưng mà sau khi tu luyện bộ công pháp của Nhậm Sinh, năng lượng quanh thân rốt cuộc không còn bạo động nữa. Cơ thể cũng trở nên cường kiện đến mức dị thường, đủ để khiến cho năng lượng bên trong không có cách nào xé nát làn da bên ngoài của mình, cũng chấm dứt quãng ngày phải chịu đựng đau đớn, da tróc thịt bong. Lăng Vũ! Thẩm Thu Thạch nhìn con trai đứng sừng sững trong sân, vừa mừng vừa sợ. Mẹ! Triệu Lăng Vũ gật đầu nhìn bà, nhấc chân bước về phía trước một bước, giống như dùng sức có hơi quá mức, bước chân vừa đặt xuống liền lún đến nửa đầu gối vào bên trong nền sân được làm bằng cẩm thạch. Lúc trước, bởi vì năng lượng quanh thân xảy ra bạo động, những phiến đá cẩm thạch này cũng đã chịu đủ sự tàn phá. Nhưng dù là như vậy, lúc ấy có tùy tiện dậm mấy cái, cũng không tới mức đạp ra một cái hố sâu như vậy. Triệu Lăng Vũ đột nhiên nghĩ tới sau khi tu luyện, làn da bên ngoài giống như càng ngày càng thêm rắn rỏi. Chẳng lẽ lần này chịu đủ dày vò như vậy, dị năng lúc trước bị mất hết, ngược lại cơ thể sẽ ra biến hóa hay sao? Còn về phần thứ này là dị năng hệ lực lượng hay dị năng hệ phòng ngự, thông thường dị năng giả đều có một hạch dị năng. Triệu Lăng Vũ có thể tin tưởng cảm giác được mình không có thứ ấy, cho nên bản thân y như vậy không phải là do dị năng. Điểm đáng ngờ trên người Nhậm Sinh càng lúc càng nhiều. Thẩm Thu Thạch đang kích động, muốn tiến đến ôm con trai mình một cái, nhưng mắt thấy Lăng Vũ chỉ bước đi một cái thôi, mà đạp cho đá cẩm thạch thủng một lỗ, lập tức dừng ngay ý định ban đầu. Bà cũng nên vì bộ xương già của mình mà suy nghĩ một chút. Có lẽ đi ôm nhóc con mềm mềm Nhậm Sinh tốt hơn. Đứa bé kia trên người luôn tản ra mùi hương thực vật, không quá dễ ngửi, nhưng chỉ cần nghe thấy mùi ấy là cả người đều trở nên thoải mái. Triệu Lăng Vũ đạp dưới chân hố to hố nhỏ đi một vòng quanh sân, cũng vì lo lắng cho đại trạch của Triệu gia, cuối cùng không dám bước vào. Bất quá y cũng phát hiện một điều,
Tuy hiện tại chưa thể thuần thục khống chế sức lực của mình, nhưng chỉ cần luyện tập nhiều một chút, có lẽ sẽ quen dần. Đợi đến lúc y tu luyện công pháp kia sâu hơn nữa. Dù cho không thể khôi phục lại dị năng, y vẫn có thể tiếp tục ra chiến trường, tiếp tục bảo vệ thân nhân của mình. Trong lúc nhất thời, Triệu Lăng Vũ lại cảm thấy tràn ngập tin tưởng vào tương lai. Trong lòng lại tràn đầy cảm kích Nhậm Sinh hơn. Dù cho Nhậm Sinh mang trên người nhiều bí mật đi chăng nữa, y nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ cho cậu nhóc ấy. Nhậm Sinh nghe được tiếng của Thẩm Thu Thạch tò mò từ phòng mặt trời đi ra, liền thấy Triệu Lăng Vũ đứng ngoài sân, thật lòng bước đi từng bước một. Có lẽ là nghe được động tĩnh, người kia ngẩng đầu hướng về phía bên này nhìn lại. Trong ánh mắt vốn dĩ đầy áp kiên định, trong nháy mắt nhuộm thêm một chút ý cười. Mà Nhậm Sinh bởi vì thấy Triệu Lăng Vũ đang tính nhào tới ôm lấy, không biết tại sao lại đột nhiên thấy nóng bừng cả mặt, bước chân đang tiến về phía trước đột nhiên khựng lại. Hít sâu một hơi, Nhậm Sinh đưa tay vỗ vỗ hai gò má của mình. Đúng vậy, mình như vậy là do mình đang ganh tị, phải đến ngày tháng năm nào mới có thể cao to được như Triệu Lăng Vũ chứ. Nghĩ như vậy, Nhậm Sinh liền trở nên bình thường, tim cũng không có thót thót như lúc nãy nữa. Yên tâm tiếp tục nhào tới, còn bật người nhảy phóc lên cao, dùng hai tay ôm tròn lấy cổ của Triệu Lăng Vũ, cả người như là treo lên người của y. Cậu vui rạo rực, so so hai tay, định ăn một bữa tiệc lớn, đột nhiên giật mình biến sắc. Dù là đang bám lấy người của Triệu Lăng Vũ, nhưng cậu lại gần như không hấp thu được một chút năng lượng nào. Triệu Lăng Vũ phát hiện thiếu niên đang bám lấy mình, đột nhiên nhăn nhó rối rắm cả gương mặt, mới hỏi: làm sao vậy? Làm sao á? Phát hiện lương thực của mình mất tiêu hết trơn rồi chứ sao? Vất vả lắm hồi phục thương thế do tức nhưỡng gây ra, đang muốn hấp thu để cao thêm một chút, lại phát hiện hấp thu không có được, rốt cuộc là làm sao thế này? Nhậm Sinh tức giận suy nghĩ một lúc, đột nhiên cái gương mặt cứng đờ. Phải rồi, công pháp mình đưa cho Triệu Lăng Vũ luyện là một trong những công pháp luyện thể xịn nhất. Luyện rồi sẽ trở thành mình đồng gia sắc, tiến vào đại thành, dù có bị lôi kiếp đánh bùm bùm lên đầu cũng chỉ dội ra vài đốm hỏa nho nhỏ thôi. Triệu Lăng Vũ mỗi ngày được cố gắng tu luyện, dù chưa đạt tới đại thành nhưng cũng đã đủ dùng rồi. Nếu không làm sao có thể khiến cho làn da bên ngoài trở nên cứng rắn như vậy, bọc luôn cả tức dưỡng vào bên trong, không cho nó xì ra ngoài. Lúc trước mình chỉ muốn Triệu Lăng Vũ tu luyện để lợi hại hơn một chút, có thể sống lâu hơn một chút, có thể khôi phục hành động lại bình thường, nhưng kết quả lại thành tự tay tạo ra một tầng sắt thép bao lấy thực vật tươi ngon của mình ở bên trong. Nhậm Sinh há hốc miệng, nét mặt đầy ủy khuất, vừa giận vừa hận bản thân, tới tận bây giờ mới suy nghĩ đến vấn đề này. Rõ ràng đã sớm có dấu vết để chứng tỏ sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày này đấy thôi. Dạo gần đây, việc hấp thu năng lượng tức nhưỡng từ cơ thể của Triệu Lăng Vũ càng ngày càng thiếu. Vài hôm trước, thậm chí chỉ có thể hấp thu được tức nhưỡng ở những khu vực cố định, mà chỗ ấy chẳng phải chính là nơi mà Triệu Lăng Vũ đang tu luyện đó hay sao? Chỉ có thể nhân lúc Triệu Lăng Vũ áp súc năng lượng mới có thể hấp thu. Lẽ ra nên phát hiện vấn đề này sớm hơn một chút mới đúng chứ. Nhưng không hiểu sao, từ sau cái lần xem phim thu hình, Nhậm Sinh càng lúc càng để ý đến Triệu Lăng Vũ. Đôi khi đang nằm trên người của Triệu Lăng Vũ sờ soạn, liền thất thần cả. Hoàn toàn không nhớ tới cái vấn đề này luôn. Có phải là trên người có chỗ nào khó chịu hay không? Triệu Lăng Vũ hỏi, bàn tay nhẹ nhàng nâng mông của Nhậm Sinh lên để cậu có thể thoải mái ngồi trên cánh tay của mình. Thật ra, y muốn nhân động tác này ôm lấy thiếu niên hơn. Tiếc là bây giờ chưa thể khống chế được lực đạo của bản thân, nên mỗi lần tiếp xúc với Nhậm Sinh chỉ dám nâng lên hay đỡ lấy cậu, chứ không dám dùng tay bắt lấy đối phương, sợ là ngoài ý muốn làm tổn thương thiếu niên. Không phải, Nhậm Sinh buồn và ủ rũ nói, cũng đưa mắt trừng Triệu Lăng Vũ một cái. Phí công cho người này ăn một đống nhân sâm tử tu luyện. Giờ thì hay rồi, người ta ăn xong tu luyện bọc hết lại tức nhượng của mình. Sau này phải làm sao đây? Hay là không cho người này tu luyện nữa nhỉ? Tuy hiện tại chỉ có thể hấp thu rất ít, nhưng chung quy là cũng có thể hấp thu nếu Triệu Lăng Vũ tiếp tục luyện nữa. Nhưng mà nếu Triệu Lăng Vũ không luyện nữa, vậy không thể trở lại làm nguyên soái y phong lẫm lẫm như trong phim rồi. Nhậm Sinh càng nghĩ càng buồn bực, dùng đầu ngón tay của mình cào cào cánh tay của Triệu Lăng Vũ.
Nếu Nhậm Sinh là một con hổ tinh, móng vuốt cực kỳ bé nhọn, lại cộng thêm tu luyện đã vài trăm năm, muốn chọc lộn một lỗ trên người của Triệu Lăng Vũ cũng không phải là chuyện khó. Nhưng mà cậu lại là yêu tinh thực vật. Đối với đại đa số yêu tinh tu ở tu chân giới mà nói, thực vật tinh tuyệt đối là đám vô dụng nhất. Bọn họ rất khó khai linh trí, dù có khai linh trí cũng sẽ yếu kém hơn hẳn các yêu tinh bình thường, kể cả về thể lực lẫn trí óc. Ngay từ ban đầu, muốn chống lại địch nhân chỉ có thể dựa vào đặc tính của bản thân mình. Tỉ như mấy loài độc thảo tu luyện thành tinh, cả người đều đầy độc, cho nên không ai dám chạm vào nó. Nhưng mà nhân sâm tinh ấy hả? Đặc tính của nó là cực kỳ bổ. Không có lực phòng ngự, lực công kích càng không, tốc độ xem như miễn cưỡng có thể. Cuối cùng là cực kỳ bổ. Nhậm Sinh cào cào Triệu Lăng Vũ cả buổi trời, cuối cùng há miệng cắn, chỉ có thể để lại hai cái dấu răng bé tẹo, suýt chút nữa gãi luôn cả răng của mình. Cách mục tiêu chọt thủng một cái lỗ trên người của Triệu Lăng Vũ còn rất xa rất xa. Triệu Lăng Vũ bị Nhậm Sinh vừa cào vừa cắn, làm cho nhột cả người, lại sợ khiến cho Nhậm Sinh bị thương mà không dám làm gì, chỉ có thể để mặc cậu bo lên người của mình cả đống nước miếng, biểu tình dở khóc dở cười. Hai đứa nhỏ đúng là tình cảm càng lúc càng tốt. Thẩm Thu Thạch nhìn thấy tình cảnh này, liền vui mừng nói. Cái gì mà tình cảm tốt chứ, cắn răng đau muốn chết luôn nè. Nơi này thật là đáng ghét gì đâu á, không tồn tại một chút linh lực nào luôn. Làm mình muốn sử dụng pháp thuật lợi hại một chút cũng không dám. Nhậm Sinh tức giận phồng cả hai má, quay đầu nhìn trên tay của Triệu Lăng Vũ lù đầy dấu răng dính nước miếng của mình, cảm thấy quá lãng phí, mới đưa tay lao lao để hấp thu trở về. Không đau, Triệu Lăng Vũ bị bàn tay nho nhỏ của Nhậm Sinh sờ sờ, an ủi nói. Tôi tiếc không có muốn cho anh ăn nước miếng của tôi, chứ không phải sợ anh đau đâu. Nhậm Sinh quả thật hận không thể há mồm cắn thêm cái nữa cho hả giận, nhưng vì lo lắng cho răng của mình mà đành dẹp bỏ ý tưởng này. Nhậm Sinh, công pháp cậu đưa cho tôi tu luyện rất lợi hại, hiện tại kể cả sức mạnh lẫn lực phòng ngự của tôi đều tăng lên rất nhiều lần. Triệu Lăng Vũ nói, đưa ngón tay chạm nhẹ vào gò má của Nhậm Sinh. Làn da bên ngoài của y hiện tại vẫn có thể co giãn như cũ, nhưng lực phòng ngự lại mạnh hơn lúc trước không biết là bao nhiêu lần. Còn về sức mạnh, thử nhìn cái đám dấu chân lon lỏ bên kia đi, cũng đoán được đại khái rồi. Đương nhiên rồi, công pháp đó lợi hại lắm luôn đó. Nhậm Sinh ngẩng đầu, vẻ mặt đầy đắc ý nói. Nói xong lại có chút ức ức. Công pháp lợi hại này, lợi hại như vậy, về sau phải sống như thế nào đây? Triệu Lăng Vũ không biết lý do tại sao Nhậm Sinh lại ủ rũ buồn bã như vậy, nhưng cũng đoán được có lẽ liên quan đến bí mật của cậu ta. Hiện tại ta vẫn không thể nào khống chế tốt cơ thể của mình, cậu có đồng ý giúp tôi tu luyện không? Công pháp mà học cấp tốc như vậy, có thể lập tức khống chế được thân thể mình mới là lạ đó. Loại công pháp luyện thể này dành cho học cấp tốc, tuy có hơi đau đớn nhưng rất nhanh thấy hiệu quả. Có điều muốn thích ứng thì cần phải có thời gian. Đương nhiên, dù cho công pháp này cấp tốc cỡ nào đi nữa, người bình thường cũng không có khả năng nhanh như vậy để luyện thành. Trong cơ thể có chứa sẵn năng lượng khổng lồ, lại có thêm một con nhân sâm tinh ở bên cạnh giúp đỡ bồi bổ. Từ cổ chí kim, chắc chắn cũng chỉ có mỗi Triệu Lăng Vũ là có đủ hai điểm này. Sau đó, Nhậm Sinh bắt đầu cùng Triệu Lăng Vũ tu luyện. Mỗi ngày cũng bỏ ra một ít thời gian trầm tư suy nghĩ, nhớ lại các loại pháp thuật mà sư phụ từng đề cập tới để tìm ra mấy thứ có ích dạy cho Triệu Lăng Vũ. Nhưng nghĩ mãi mà nhớ không có ra, mới lục lọi xem lại mấy ngọc giản mà sư phụ lưu lại. Tất nhiên, trong những lúc như vậy, Nhậm Sinh cũng không quên thừa dịp Triệu Lăng Vũ tu luyện áp súc năng lượng, đặt tay mình lên chỗ mà y tu luyện, cố gắng hấp thu tức nhưỡng hết mức có thể. Nếu bây giờ không tranh thủ ăn cho no, về sau sợ là không còn cơ hội nữa. Mỗi lần nghĩ đến thảm cảnh đối khác trong tương lai, Nhậm Sinh đều thấy trong lòng ức ức khó chịu, giống như nhìn đến một khối tức nhưỡng thiệt bự đi qua đi lại trước mặt mình, nhưng mà lại không có thọt rễ vào cắm lên nó được. Tâm tình càng lúc càng kém, nhưng nhìn Triệu Lăng Vũ cố gắng luyện tập như vậy lại không nỡ bỏ y dừng lại. Bởi vì vẫn chưa hoàn toàn khống chế được lực đạo của mình, Triệu Lăng Vũ cầm một thanh đao cực kỳ nặng đứng ở trong sân múa đao liên tục, đến hơn 2 tiếng mới chịu dừng lại. Mắt nhìn bảo đao bị mình cầm đến gần như đứt lìa, Triệu Lăng Vũ buông xuống, xoay người đi về phía Nhậm Sinh.
Bên kia Nhậm Sinh không chờ y đến gần đã bổ nhào lên người của y. Hai bàn tay bé bé cũng đồng thời sờ soạng khắp người của y. Ngay cả một ít mồ hôi trên người cũng bị lao đi mất. Trên người mồ hôi đổ ra càng ngày càng ít, làm Triệu Lan Vũ cảm giác như thân thể của mình trở nên có chút bất bình thường. Nhưng cũng cảm thấy Nhậm Sinh càng bất bình thường hơn. Tự nhiên hiện tại, y có thể tinh tường cảm giác được những nơi trên cơ thể bị hai bàn tay của cậu sờ qua, trong nháy mắt liền trở nên khô ráo vô cùng, giống như mồ hôi đổ ra đều đã bị Nhậm Sinh hấp thu lấy. Không chỉ như vậy, mấy ngày nay cơ thể càng lúc càng tốt dần, Nhậm Sinh lại trở nên cực kỳ đeo bám y. Hơn nữa, y còn phát hiện Nhậm Sinh giống như là không cần bài tiết. Ăn uống bài tiết là nhu cầu tối thiểu mà mỗi nhân loại cần phải làm hàng ngày. Nhậm Sinh ăn cái gì cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ đi vào nhà vệ sinh. Triệu Lan Vũ âm thầm thở ra một hơi, mới hỏi, hôm nay xem phim hoạt hình gì? Xem phim Em Bé Dị Năng, Nhậm Sinh nói, tràn đầy thất vọng thu hồi mấy cái căn tu của mình. Triệu Lan Vũ rất là cố gắng, tu luyện gần như tất cả các bộ vị trên cơ thể, thế nên ngay cả mồ hôi cùng bài tiết vật cũng không có dính một chút tức nhưỡng nào, thật sự là rất đáng ghét. Nhưng không hiểu sao, ghét mà vẫn cứ muốn sờ. Mấy phim ấy cứ xem mãi không chán sao, có muốn đi học về những cái thứ khác hay không? Đến trường đọc sách đó hả? Nhậm Sinh tò mò hỏi. Tất nhiên không phải, hiện tại để cậu đi học rất là nguy hiểm. Trên mạng có rất nhiều chương trình dạy học các khóa chuyên môn, tôi có thể làm người giám hộ mang cậu đi học. Triệu Lan Vũ nói, tình huống của Nhậm Sinh khác thường như vậy. Y căn bản không dám để cho thiếu niên này một mình ra bên ngoài. Cho nên, lựa chọn tốt nhất là lên mạng, giả thuyết học tập. Đợi đến khi nào Nhậm Sinh có ý thức hơn về những chuyện xung quanh mình, lúc đó cũng nên ngồi xuống nói chuyện với Nhậm Sinh một cách đường hoàng. Khu vực thuộc địa phận của liên bang nhân loại vô cùng rộng lớn, có đôi khi muốn truyền tin tức giữa hai khỏa địa cầu cách xa nhau một chút cũng phải mất đến cả tháng trời, càng đừng nói đến việc liên thông mạng Internet. Đó là bất khả thi. Nhưng bằng những kỹ thuật khoa học hiện tại, người ta vẫn có thể tạo ra một mạng Internet liên thông giữa vài tinh cầu có khoảng cách gần kề nhau. Nhưng muốn làm như vậy cũng phải tiêu tốn rất nhiều chi phí cho việc lắp đặt mạng tinh tế. Thủ đô Tinh là trung tâm văn hóa kinh tế của liên bang nhân loại, cho nên may mắn được thừa hưởng kỹ thuật này. Thủ đô Tinh cũng có mạng Internet liên thông với các khỏa tinh cầu gần xung quanh nó. Hệ thống mạng của nơi này cũng là tiên tiến nhất ở thời điểm hiện tại.